Rồi, xin chào anh em. Nay có trận đá banh giao hữu tại sân Football Arena ở KBC đây nè. Rồi, ok. Anh Lâm phía bên kia. Yeah. Rồi, đây, anh giới thiệu tên đi. Phong ha, rồi. Tên gì, tên gì? Rồi, em tên Phúc. Phúc hả? Rồi, em... Linh hả? Dạ. Linh, ok. Thủ môn tên gì vậy? Tuấn đúng không? Ok, thủ môn Tuấn. Đá chung lần đầu nên là giờ phải hỏi tên. Anh tên gì nha? John Trình đi. John Trình hả? Ok, rồi, Kim Messi, Lâm, John Trình. Rồi, đá đi. Rồi, quay phim nè, đá sâu, này trúng gió. Này bị trúng gió, đá sâu, đá ít thôi. Hay quá, đảo chân. Chà. Anh Lâm tướng có vẻ to nhưng mà khá khéo léo. Hay quá. Wow. First shot, một bàn thắng quá tuyệt vời luôn. Mr. Lâm. Rồ béo kỹ thuật quá. Wow, xịt thua. Là một cái hang. Hay quá Messi ơi. Tiếp tục. Một đối một. Wow. Xà ngang không vào. Mọi người đều sợ bị xóa hén hay sao ấy. Si. Wow. Và sút chéo góc. Không có gì cả. Đã gót. Lại là Roel. Còn luôn. Và không. Vẫn ra ngoài. Thôi. Và không. Không vào. Messi đi bóng rất lắc léo. Wow. Không chính xác. Messi cắt rất nhanh. Wow, cú sút rất nhẹ nhàng của KBC, hoàn thành rất dễ dàng. Đổi Messi, ra quay luôn nè, mà lia mạnh lên. Thì đã vui, thì để anh Lâm lên trên á, anh Lâm đá, anh Lâm lên trên đi Lâm. Ok, tốt, tiếp tục, tiếp tục vẫn còn đau dài quay qua lại giống cái này quá vậy. Chết như vậy. Ha ha ha.
cổ. Đó là bạn cướp mất bàn thắng rồi. Ông pha hất tay trên. Tiếp tục con to xuyết mà các bạn có giải phòng bị thi hơi kỹ. Tiếp tục quay đi nghĩ rồi mày. Tiếp tục. Hay quá, bực thương. Tới chân thắng rồi. Messi. Ô Ronaldo luôn. Ôi trời. Lại ngay chân rô béo. Pha kiến tạo của Messi. Đi banh hay quá, Messi đi banh như Ronaldo vậy. Kỳ dễ sợ. Ok. Nữa. Ây chà. Một cú grab giống như Ronaldo. Messi đá giống như Ronaldo. Thật kỳ lạ. The rap. Rap của Cristiano Ronaldo. Rồi Messi chơi kỳ thiệt. À, lại đi chắc. Chạy lên nó cũng đẹp chuyện. Đợi bạn vui rồi. Xem nào. Phối hợp. Không vào. Không vào. Một rất xuất sắc. Dứt. Messi. Ồ. Bị cắt rồi. Và cắt quanh rất tốt. Không vào. Và đối tốc độ. Wow. Vẫn không vào. Ây chà, vào luôn. Và acid. Acid. Cái trọng tài nha. Tài cho. Đi. Ê xin ca. Messi. Đảo chân. Wow. Ra ngoài. Qua đầu. Robéo. Lâm Robéo. Giữ ngực rất hay. Lắc qua người. Sút. Wow. Trời ơi. Lâm Robéo hay quá. Có. Trời ơi. Quá tuyệt vời luôn.
Messi, La Coreta, chân trái dứt bóng qua đầu như Messi luôn. Rabona pha xử lý rất hay của đội bạn. Khó tin bóng lại ra ngoài. Khó hiểu mà. Ủa không phải góc à. Pha quả bóng rất hay. Mồm tôi rất hay. Bắt tóm gọn quả bóng vừa rồi. Messi. Tiếng 2. Wow. Wow. Thắng tốc xăng đã có một pha xoay chở rất hay, một bàn thắng. Che chắn không tốt bằng. Tốt kia ơi. Tốt. Kiếm tăng quá, xin ra luôn. Không sao, một ok, cảm ơn Lâm đã quay em nãy giờ. Mà lừa hoài luôn. Lừa hoài luôn. Dạ, anh chiêu. Ok, hay quá. Anh chiêu. Hay quá, có trái siêu phẩm là liêm. Dạ, rồi nhất nè. Ok, cảm ơn em nha. Bắt tay coi. Dạ. 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 Ok. Rồi, cảm ơn. Ok, cảm ơn em. Nhớ like, subscribe channel YouTube của Hero Soccer nha anh em. Xin chào, hẹn gặp lại.